Hello everyone, welcome back to Hello Hào và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thế giới đồ uống bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là Hào. Cocktail chính ngày hôm nay sẽ là một trong những cocktail mà họ cho rằng nó ra đời rất là lâu rồi và có thể gọi là mình đang uống những cái cocktail rất là cổ xưa được mang tên Sazerac. Đối với Hào, trong cái quá trình mà học hỏi để làm bartender của mình á, thì Sazerac là một những cocktail rất là dễ làm bởi vì nó có những cái thành phần rất là đơn giản thôi. Nhưng mà có thật là dễ làm hay không, có giản đơn như thế hay không thì chúng ta sẽ nói đến sau khi mà Hào làm xong cái cocktail này nhé. Và bây giờ Hào sẽ giới thiệu với tất cả các bạn những thành phần để chúng ta có thể làm nên Sazerac. Chúng ta sẽ cần rye whiskey, absinthe, patchouli, simple syrup. Và lý do mà Hào sử dụng simple syrup mà không phải là sugar cube thì Hào sẽ giải thích với các bạn sau này nhé. Và cuối cùng là mình sẽ sử dụng lemon để garnish. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm Sazerac. Spend the winter all alone, yeah. Cause I don't please fall. I don't please fall. Yeah, yeah. See, had to ask a question if you happy, girl. I'll change your mind anytime in this happy world. Let's go and kick it, you and me, and see what love unfurls. Cause girl, I bet you love some tugging on them lovely curls. Hold up, a week up after that, believe we started dating. My heart was racing, but never felt my time was wasting. My mind was chasing, ain't no debating. I'm feeling you, and trying to get together, figure out what to do. Even after some disasters, we were making it work. But never did I ever think that you would do in the dirt. Stay cute while you smile in your brand new skirt. Just happy that we've been together and we never get hurt. So say, girl, why you kick it with them guys all drunk? If you ever got some worries, but with me all done. Change the picture that you paint until the paint all gone. Cause I'm just falling for the artist like your name on some. Like, wonder if you spent the winter all alone, yeah. Cause I don't please fall. I don't please fall. Cause there's nothing left to hold, yeah. Cause I don't please fall. I don't please fall. Yeah, if you knew what I do for you. For you. Next to me, we both see it's crazy. But when we walk away from problems, leaving right outside the door, then we running back together cause I know you wantin' more. Trying to see on what's between us and on what we got in store. But the pain we feel is real and still it got me feeling so, yeah. You've been feeling me and I've been feeling you. Wondering on what we really trying to do. Thinking every night, laying up in bed and wonder if it's true. Hoping that the pain I'm feeling won't it too. Got me feeling like, wow, đúng là Sazerac luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ nói về cái lịch sử của Sazerac nhé. Sazerac ra đời vào năm 1838 và được phát minh bởi một người đàn ông được mang tên là Anthony Paschal. Ông ấy sống ở New Orleans và là người Pháp gốc Mỹ. Các bạn có nhớ là Hào hay nói là những cái loại rượu mạnh, những cái loại liquor của mình đó, ngày xưa là sử dụng cho thuốc men để mà có thể chữa những cái bệnh bao tử hay là những cái bệnh khác nhau. Nhưng mà ngày nay thì mình trở thành một cái gọi là thức uống, đúng không ạ? Thì ông này phát minh ra các cocktail Sazerac này á, đầu tiên là bằng với cognac. Các bạn nhớ không? Có vẻ là rất là liên quan mà ông là người Pháp thì người Pháp rất là thích uống cognac. Nên ông ở Mỹ ông cũng sẽ làm cái món này với cognac. Thì cái món này là cái món để mà giống như là chữa bệnh, nên cái món thuốc thôi, không phải là món uống để mà xỉn hay là để mà thưởng thức. Thì cognac và ông đó sẽ thêm vào đó là Paschal. Thì Paschal là thực sự là tên của ông này luôn, đó là cái họ của Anthony Paschal. Thì ông này là người mà sáng tác, không phải sáng tác mà là sáng tạo ra cái Paschal này. Thì Hào nói ở tập trước, Paschal là một dạng bitter, là một dạng rượu cô đặc. Và nó có Paschal đặc biệt là nó sẽ có cái mùi đặc trưng, đó là cái mùi của hoa hồi.
Ở trên này nó có ghi đó là in the early 1800, có nghĩa là vào những năm 1800. Thì các bạn biết là cái loại này đó là mình uống thì mình uống đồ cổ, mình nói là mình sử dụng đồ cổ mà, nhưng mà thực sự nói cho vui là mình uống đồ cổ. Thì đây là một cái loại thuốc ngày xưa người ta sử dụng để có thể chữa bệnh. Thì ông đã làm với cognac và patchouli thôi. Nhưng mà đến năm 1870 thì có một người bartender mang tên là Leon Lemus. Thì ông này là cái người mà đã bỏ absinthe vào trong cái Sazerac này, mà chỉ là các bạn thấy thì họ làm đó, họ chỉ có là rinse, có nghĩa là họ chỉ tráng cái ly thôi. Đó là cái cách mà làm Sazerac, là mình sẽ không có để hết absinthe ở trong này vào, bởi vì mình đã có rất là nhiều patchouli rồi, cộng với là mình sẽ có thêm cái chanh, mà cái chanh này là cái tinh dầu chanh nữa thì nó sẽ cộng hưởng rất là cao, nên mình sẽ không để rất là nhiều patchouli, sẽ add đi cái mùi whisky. Và những cái người mà uống Sazerac là những cái người mà rất là thích, yêu thích whisky, thì Sazerac sẽ là một những cocktail mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu của bạn. Bởi vì nếu như mà Hầu nói về cái tiếng Mỹ đó, thì nó nói sẽ là licorice, là cái mùi của absinthe và patchouli ha. Thì licorice dịch ra tiếng Anh đó là mùi cam thảo. Các bạn nhớ là hồi đó bên Việt Nam mình hay có cái bịch màu đen đen, ở trong nó có cái vỏ ca mà ăn chua chua, ngọt ngọt đó, thì là cái mùi cam thảo là như vậy. Nhưng mà thực chất á, cái mùi này là cái mùi của đến từ hoa hồi. Các bạn có thể tìm thấy cái mùi này trong một dạng liqueur nữa, hai dạng mà Hào được biết, đó là Sambuca hoặc là Ouzo của người Hy Lạp, người Greek. Sambuca là như là của, Hào không chắc là của nước này, nhưng mà Ouzo chắc chắn là cái đó là của người Hy Lạp, người Greek. Nếu như các bạn là bartender mà chuyên nghiệp, bạn đã làm qua cái Sazerac này á, bạn có thể học được từ những người thầy của bạn, là sẽ làm bằng sugar cube, có nghĩa là một cái cục đường trắng ha, rồi mình để patchouli vô, rồi mình nghiền cái đó ra với lại một chút soda cho nó loãng, rồi bắt đầu mình để whisky vào ha. Nhưng mà họ không có làm cái đó, tại vì thời đại tân tiến bây giờ đó thì mình sẽ làm với lại simple syrup, thì nó sẽ đơn giản hơn, nó nhanh hơn và cái vị nó sẽ smooth hơn. Nếu bạn để ý đó, thì old fashion ngày xưa cũng là với lại một cái sugar cube rồi dầm với lại vỏ cam này nọ ra, nhưng mà đôi khi mình làm không có hòa tan và cái đường nó vẫn còn lợn cợn, và khi mình để nước vào nó sẽ bị mất đi cái độ nồng của whisky nếu mình để lố tay là nhiều quá. Nên là cách làm mới đó là Hào sẽ làm với lại simple syrup ha. Các bạn thấy đó, thì Hào đảm bảo với tất cả các bạn luôn là làm simple syrup hoặc làm sugar cube á, nó cũng y chang nhau thôi, nhưng mà làm simple syrup á thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái hương vị nó sẽ cô đặc hơn. Tiếp theo thì các bạn thấy Hào để rất là nhiều patchouli ha. Hào để từ 7 đến 10 giọt là cái mà Hào để. Nếu như mà Hào làm ở trên những cái mạng mà Hào đọc á, thì người ta chỉ làm có 3 giọt thôi, nhưng mà 3 giọt sẽ không đưa cho các bạn đến được cái màu này. Và các bạn nhớ nha, màu này là cái màu chuẩn của Sazerac, và Hào chắc chắn với các bạn đây là màu chuẩn của Sazerac. Lý do mà Hào nói như vậy là khi mà các bạn thử á, thì các bạn sẽ thấy được cái mùi của absinthe cũng như là mùi của patchouli và mùi whisky nó sẽ rất là hòa quyện, nó sẽ không có bị thiếu đi cái mùi cam thảo, mùi licorice. Nếu như mà bạn làm ít đi đó thì cái màu nó sẽ rất là nhợt nhạt, và nếu như bạn làm quá nhiều đó, thì cái màu nó sẽ cam. Nhưng mà Hầu nghĩ là patchouli để nhiều chút xíu, khoảng 10 giọt là maximum, là tối đa là rất là ngon rồi. Nên là khi mà bạn làm Sazerac ha, bạn quậy, và nhớ một điều là bạn phải quậy trong vòng 15 giây nha. Bạn không được quậy quá nhanh, cũng không quậy quá chậm, bạn phải rất là vừa phải, 15 giây là đủ lạnh. Và khi bạn đổ ra được cái màu này là cái màu chuẩn của Sazerac. Các bạn có thể thấy là Hầu nói rất là nhiều về cái technique, là cái kỹ thuật về làm Sazerac. Bởi vì nếu như bạn là một người bartender và bạn đang xem, theo dõi cái kênh của Hầu đó, thì bạn sẽ thấy được là Sazerac là một trong những cocktail mình thấy rất là dễ làm, như là Hầu nói lúc đầu. Nhưng mà thật sự đó, làm được để cho cái khẩu vị nè, cái mùi thơm cũng như là cái màu sắc mà ra được cái màu như thế này, và thử nó hòa quyện giữa tất cả các loại liquor, bitters, sugar với nhau đó, thì mới là quan trọng. Thực sự nói làm thì ai cũng làm được, nhưng mà làm sao cho đúng, làm sao cho ngon, thì đó là lý do mà bạn xem cái kênh của Hào, phải không ạ? Và điều cuối cùng để mà làm nên cái Sazerac này thật là ngon là bạn phải có một cái ly để bucket glass, để trong tủ lạnh, để trong ngăn đá lạnh thiệt là lạnh. Bởi vì các bạn thấy là mình chỉ stir cái cocktail này trong 15 giây thôi, nên khi mà mình đổ ra một cái ly nó không lạnh á, thì cocktail này sẽ không đạt đủ độ lạnh, và đem tới bàn của người uống á, nó sẽ không lạnh đủ, và người ta sẽ không có cảm giác như là cocktail mình làm đúng. Đây một cái điều trước khi mà kết thúc cái video này, Hào muốn chia sẻ với bạn một điều rất là thú vị, là hôm nay Hào có post ở trên cái Instagram của mình. Nếu bạn biết thì Hào đã trở lại Instagram rồi,
Instagram của Hào là Hào in Seattle ha. Thì Hào post một cái quiz cho tất cả các bạn. Hào chụp cái hình của cái ly này, Hào post lên. Thì Hào để những cái list là cocktail này là cocktail nào. Thì Hào để là Negroni, Boulevardier, Sazerac và một cái nào nữa thì không biết. Thì thật sự là mọi người đoán sai hết. Cái là một cái điều rất là thú vị, không muốn chia sẻ với các bạn thôi. Tại vì nếu như mình làm Negroni á, thì bên Mỹ này uống Negroni á, là sẽ để vào trong một cái ly bất kỳ bự hơn cái này và để đá trong đó là Negroni, đúng không ạ? Thì cái màu của Negroni nó gần giống như cái này. Nhưng mà các bạn nhớ cái tập mà họ làm Negroni á, thì cái màu của Negroni nó đậm hơn, bởi vì Campari nó đậm hơn. Nếu mà bạn làm Eco Park, nếu như bạn làm Boulevardier là bạn làm Negroni nhưng mà không làm gin mà làm với lại bourbon á, thì cái màu nó sẽ đậm rất là nhiều nhưng mà vẫn còn ánh cam, nên là sẽ không phải là Boulevardier. Và bạn nhớ là Sazerac thì thường sẽ được đựng trong những cái ly bất kịch nhỏ như thế này và sẽ có một cái miếng lemon garnish, lemon peel garnish. Một điều đó là lemon peel đó là cái mà để thể cộng hưởng được cái vị cam thảo trong cái cocktail này. Thì nếu như bạn để ý thì cocktail này chỉ là toàn là những cái mùi cam thảo, mùi hồi quế và đặc biệt là mùi whisky. Như hồi nãy họ có nói lúc trước đó là Sazerac sẽ làm với lại cognac, nhưng mà sau này qua những cái thời gian biến tấu đó thì người ta sử dụng rye whiskey để làm cho cái cocktail này là set by default, có nghĩa là khi mà bạn order Sazerac thì nó sẽ tự động come với lại rye whiskey. Thì nếu bạn thích nào rye whiskey thì bạn sẽ sử dụng một cái nào để coi, Hào nghĩ là Woodford cũng rất là ngon, Hào rất là thích Woodford. Một loại whiskey mà Hào rất là thích đó chính là Bulleit, nhưng mà Hào không uống Bulleit bởi vì cái người sản xuất Bulleit đó thì kỳ thị cái người con gái của họ là lesbian, nên là những cái người mà biết cái điều đó như là Hào là sẽ không support, không ủng hộ cái điều đó, nên Hào sẽ không uống Bulleit. Tại vì ở Mỹ cũng như là trên thế giới có rất rất là nhiều loại whisky, rye whisky rất là ngon, nên tại sao đúng không mà mình sẽ support những cái gì mình tin là nó đúng. Nên là một chút vậy thôi. Nếu mà bạn nào thích cái Sazerac này thì bạn nhớ thử ha, rồi bạn nhớ là để lại những comment cho bạn nghĩ như thế nào về cái tập ngày hôm nay cũng như là cái cocktail này. Ok, tập đến đây cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Một điều là nếu như mà bạn mà thấy Hello quá không có ra video á, thì nhớ là comment nhắc Hào nhé các bạn. Tại vì ở bên này vẫn còn ở trong nhà, chưa có đi làm nên là đầu óc cũng tùm lum hết. Ok, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.